Kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin Tài chính thị trường. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng lưu ý sau đây. Mời quý vị cùng điểm qua. Những lợi thế giúp Việt Nam trở thành 500 hút FDI. Nông sản tăng tốc cho xuất khẩu cuối năm. Australia thặng dư ngân sách lần đầu trong 15 năm qua. Thưa quý vị, theo báo cáo Tự do Kinh tế Thế giới do viện Fraser của Canada mới công bố, Việt Nam xếp thứ 106 trên 165 quốc gia dùng lãnh thổ về chỉ số tự do kinh tế thế giới, tăng 4 bậc so với năm 2022. Theo viện Fraser, đây là mức tăng tương đối cao so với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Việt Nam ghi nhận tăng điểm ở 4 trong 5 chỉ số thành phần chính như hệ thống pháp luật và quyền tài sản, đồng tiền tốt, tự do thương mại quốc tế, quy định về tín dụng lao động và kinh doanh. Kết quả này là bằng chứng tốt để khẳng định nền kinh tế Việt Nam đã vận hành về cơ bản theo cơ chế thị trường. Tuy nhiên, so với nhiều nước trong khu vực, Việt Nam vẫn cần nỗ lực để tiếp tục đạt được thứ hạng cao hơn. Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia đi đầu ở khu vực Đông Nam Á về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Thưa quý vị, đây là đánh giá trong một bài viết trên trang mạng của tạp chí tài chính toàn cầu Global Finance. Theo bài viết, vị thế này là nhờ Việt Nam đã áp dụng nhiều chính sách thân thiện với các nhà đầu tư nước ngoài. Việt Nam cũng có lợi thế về dân số trẻ và đặc biệt là lợi thế tiếp cận thị trường phi thuế quan đối với hàng hóa thiết yếu của khu vực Đông Nam Á với khoảng 800 triệu dân. Triển vọng về môi trường kinh doanh ở Việt Nam trong năm 2023 cũng cho thấy những chỉ dấu cải thiện đầy hứa hẹn. Về lâu dài, Việt Nam đang thực sự củng cố vị thế là một trong ba địa điểm hàng đầu mà các nhà lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu muốn đầu tư. Trong khi đó, trang mạng của S&P Global, tập đoàn cung cấp thông tin và dữ liệu tài chính cũng cho rằng tăng trưởng kinh tế mạnh cũng là một yếu tố giúp thu hút các nhà đầu tư đến với Việt Nam. Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, nền kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi trong nửa sau của năm 2023. Trong bối cảnh này, ngành ngân hàng của Việt Nam đã sẵn sàng cho hoạt động mua bán và sáp nhập để tìm cách tăng vốn nhờ đầu tư nước ngoài. Trong báo cáo cập nhật kinh tế mới nhất về Việt Nam, Ngân hàng Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP quý 3 của Việt Nam sẽ đạt 5,1%, tăng so với mức 4,1% trong quý 2. Lạm phát có thể tăng trở lại lên 3,2% so với cùng kỳ. Giá dịch vụ giáo dục, nhà ở và thực phẩm đã thúc đẩy lạm phát trong thời gian gần đây, trong khi áp lực lạm phát từ hoạt động giao thông vận tải đã giảm bớt. Tăng trưởng GDP được dự báo sẽ phục hồi trong nửa cuối năm. Sau khi nền kinh tế có những dấu hiệu phục hồi trong quý 2, ngân hàng giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP cả năm 2023 ở mức 5,4%. Chi cục Hải quan thành phố Móng Cái cho biết, việc hạn chế nhập tôm hùm phía Trung Quốc bắt đầu từ khoảng 3 ngày nay. Do vậy, khoảng 6 tấn tôm hùm không kịp về các kho đông lạnh đã chết và được bán ra thị trường để thu hồi vốn với giá mỗi ký từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng. Mức này bằng 1/3 giá xuất khẩu để thu hồi vốn. Tôm hùm được xuất sang Trung Quốc qua lối mở km 3+4 Hải Yến với khoảng 100 xe mỗi ngày. Hải quan Móng Cái đề nghị các doanh nghiệp chủ động nắm bắt thông tin và có các biện pháp bảo vệ hàng hóa tránh thiệt hại. Các tỉnh phía Nam vẫn có sức hút rất lớn đối với các nhà đầu tư Nhật Bản nhờ hạ tầng đang được đầu tư hoàn chỉnh, môi trường kinh doanh được cải thiện nhiều. Tại tỉnh Bình Dương, hiện Nhật Bản là nhà đầu tư lớn thứ hai với 350 dự án, tổng vốn đầu tư gần 6 tỷ đô la Mỹ. Tại đây có sự hiện diện của các tên tuổi lớn như tập đoàn Aeon, Mitsubishi về phát triển công nghiệp ô tô, tập đoàn Toshiba và tập đoàn điện tử Foster về sản xuất linh kiện điện tử. Cùng với Bình Dương, Đồng Nai cũng được nhiều doanh nghiệp Nhật Bản chọn làm nơi đặt cứ điểm sản xuất. Địa phương này hiện có 272 dự án đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản, với tổng vốn đầu tư 5,59 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 3 về số dự án và tổng vốn đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, xuất khẩu nông sản trong 8 tháng đầu năm dù còn nhiều thách thức nhưng vẫn cho thấy các điểm sáng từ một số ngành hàng như rau quả, gạo, cà phê. Những tháng cuối năm, thời điểm thị trường có nhu cầu cao, các doanh nghiệp đang tăng tốc xuất khẩu, tích cực chuẩn bị dùng nguyên liệu, sản xuất, đảm bảo an toàn thực phẩm, đưa nông sản Việt ra thế giới. Xuất khẩu thủy sản trong tháng 8 cả nước đạt khoảng 846 triệu đô la Mỹ, giảm hơn 15% so với cùng kỳ. Dù vậy, một số doanh nghiệp vẫn ghi nhận mức tăng trưởng tích cực nhờ việc chủ động thích ứng linh hoạt thị trường. Trước mắt, mức giảm cho thấy đã chậm lại, nhu cầu thị trường cuối năm đang tăng cao, xu hướng xuất khẩu thủy sản khả quan thấy rõ. Thị trường nó sẽ có cái khởi sắc, có những cái biểu diễn biến tích cực hơn
từ đây đến cuối năm. Thì tôi cũng vừa kết nối cái đội Godaco Seafood bên hội chợ Thượng Hải, thì các bạn báo về là thị trường bên kia cũng rất là nhộn nhịp. Xu hướng thị trường tăng tốc rõ nhất là với mặt hàng gạo. Trong 8 tháng, toàn ngành đạt 3,17 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng trên 36% so với cùng kỳ. Nhiều doanh nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long đã tích cực tận dụng cơ hội, đẩy mạnh xuất khẩu, đàm phán giá bán cao hợp lý, đem lại lợi nhuận cho nông dân. Thị trường rất khởi sắc, nhưng để bền vững giá trị thì phải xây dựng được thương hiệu. Thương nhân các cái doanh nghiệp mà xuất khẩu cái kênh gạo thương mại bình thường thì theo tôi quan sát thì cái tiêu chuẩn nó cũng không có vấn đề gì. Trước giờ như Indo, rồi Mã Lai, Philippines, Trung Quốc, chỉ riêng là chúng ta làm thương hiệu gạo thương hiệu để đi châu Âu, đi Mỹ, thì đó là những tiêu chuẩn các quốc gia nó đã có sẵn rồi. Thì nó tới hàng ngàn cái tiêu chí phải kiểm soát. Thì nếu muốn đi được thị trường này, chúng ta phải có vùng nguyên liệu, chúng ta phải kiểm soát đạt. Quý ba cuối năm luôn là cơ hội rất lớn mở ra cho ngành hàng nông sản, bởi đây là vụ xuất nhập khẩu sôi động, nhu cầu thị trường cao phục vụ mùa lễ hội tiêu dùng. Các doanh nghiệp cũng đã tích cực tích lũy, chuẩn bị dùng nguyên liệu sẵn sàng cung ứng hàng hóa. Cơ hội từ nhiều thị trường tiềm năng cũng góp phần thúc đẩy xuất khẩu nông sản tăng tốc. Hiện nay mình đã được là 3 tỷ rưỡi rồi. Thành thử ra là cộng với cái số lượng sầu riêng này thì có khả năng là mình sẽ đạt con số 5 tỷ. Kim ngạch tăng so với năm ngoái có thể là 50-60%. Phía Hoa Kỳ cũng đã thông báo là cấp phép đối với mặt hàng dừa tươi. Và sắp tới thì sẽ Việt Nam và Hoa Kỳ cũng sẽ xem xét để công nhận lẫn nhau, cũng như là cho phép là tiếp cận thị trường đối với cả một số các mặt hàng nông sản, các mặt hàng hoa quả tươi của Việt Nam và Hoa Kỳ. Thì chúng tôi nghĩ là đây là một cái tín hiệu hết sức là tích cực. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng dễ dàng tiếp cận thị trường, bởi khó khăn kéo dài làm cạn kiệt tài chính để tái đầu tư. Hiện chính phủ đang thúc đẩy hỗ trợ các doanh nghiệp nông sản bằng gói tín dụng 15.000 tỷ đồng. Hơn lúc nào hết, doanh nghiệp mong chờ gói tín dụng trả ngân kịp thời để tiếp sức mùa xuất khẩu, đón tăng trưởng cuối năm. Chuyển sang phần tin tài chính thị trường thế giới. Trong năm tài chính, tính đến tháng 6 vừa qua, Australia đã ghi nhận thặng dư ngân sách đạt 22,1 tỷ đô la Australia, tức 14,2 tỷ đô la Mỹ, cao gấp 5 lần so với dự kiến trước đó. Thưa quý vị, đây cũng là lần đầu tiên trong 15 năm qua, Australia đạt thặng dư ngân sách. Theo số liệu do Bộ Tài chính Australia công bố, thặng dư ngân sách tương đương khoảng 0,9% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Nhờ tăng trưởng việc làm mạnh mẽ và bội thu lợi nhuận khai mỏ, chính phủ Australia sẽ chuyển 95% tổng thu nhập vào thặng dư ngân sách, nhờ đó giảm được hơn 87 tỷ đô la Australia trong tổng nợ của nước này. Bộ Tài chính Australia nhấn mạnh thặng dư ngân sách ở thời điểm hiện nay là một nền tảng thực sự quan trọng để Australia đối mặt với những bất ổn phía trước và áp lực đang ngày càng lớn lên ngân sách. Tuy nhiên, dự báo ngân sách Australia sẽ thâm hụt trở lại trong năm nay khi áp lực chi tiêu tăng cho y tế, năng lượng và quốc phòng. Bên cạnh đó, dự báo lãi suất cao hơn và nền kinh tế toàn cầu giảm tốc sẽ kìm hãm thị trường lao động trong nước. Giới chức Hàn Quốc đang xây dựng một cơ chế quản lý thống nhất các chính sách đối với lao động nước ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế hiện nay về lao động có tay nghề cao của nền kinh tế Hàn Quốc. Trong một phát biểu, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cho biết Hàn Quốc đã trở thành một quốc gia mở toàn cầu khi có tới 2,45 triệu người nước ngoài đang cư trú. Vì thế, luật pháp và các quy định liên quan đến những người này cần được thống nhất lại, thay vì để phân tán như hiện nay. Trong quá trình đó, chính phủ Hàn Quốc theo đuổi chính linh hoạt với những người lao động nước ngoài để giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động trong các ngành công nghiệp và xây dựng. Cụ thể là Seoul đang thúc đẩy mở rộng hạn ngạch cho lao động nước ngoài và nới lỏng giới hạn việc làm theo nơi làm việc, cũng như sửa đổi các quy định đặc biệt về việc làm dài hạn cho lao động có tay nghề cao. Tính đến cuối năm nay, số lao động nước ngoài ở Hàn Quốc là khoảng 2,45 triệu người, tăng 4 lần sau 16 năm và chiếm gần 5% trong tổng số 52 triệu dân Hàn Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng Hàn Quốc đang duy trì chính sách nhập cư không thân thiện với người lao động nước ngoài, nhất là các lao động có tay nghề cao, trong bối cảnh nền kinh tế rất cần tới lực lượng này. Quý vị vừa theo dõi bản tin tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.